Dạ xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Thì hiện tại bây giờ là buổi chiều rồi, giờ này gần 6 giờ rồi cô chú anh chị. Thì em thấy có một em đây, vận động viên bóng chuyền. Đội tuyển Việt Nam, em ấy là bao xăng luôn. Banh qua là em lụm, banh qua là cứ lụm thôi. nó chơi chứ đây em gái em là fan của cậu Năm Vũ Linh cô chú anh chị. Đó. Thì trong mộ thì giờ này cũng trời cũng tối rồi, anh em YouTuber thì đang thắp hương và chào tạm biệt cậu Năm Vũ Linh. Còn ở đây cũng rất là nhiều YouTuber ha, bên cạnh đây thì có hai anh mới nè. Đây, hello, chào Tài. Anh đây là anh kênh anh tên gì anh trai? Kênh Phúc Khang Ẩm Thực. Phúc Khang Ẩm Thực ha. Thì ngày hôm nay thì em thấy anh cũng mới có lên ha, mới lên được hôm nay hả? Đúng rồi, mới lên hôm nay. Thì hy vọng là cậu Năm sẽ phù hộ anh và có một cái duyên để ở đây quay và chia sẻ đến cô chú anh chị những video hay và ý nghĩa ha. Rồi, cảm ơn Tài. Bên cạnh đây là kênh của anh, đây là gì đây? Chào anh. Chào Tài. Mình là kênh Tăng 79 TV. Kênh Duy Tăng 79 TV. 79 TV. Anh ở đâu anh? Ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Quận 7 thành phố Hồ Chí Minh ha. Thì đây cũng là một kênh YouTube ha cô chú anh chị. Yêu thương ảnh thì đăng ký kênh, like, subscribe và ủng hộ anh nha. Kênh ảnh cũng nhỏ nhỏ thôi, mới có nhiêu anh? 2000 mấy. 2000 mấy thôi hả? Đó, ủng hộ anh và giúp cho anh phát triển cô chú anh chị ơi. Kế bên đây là kênh anh tên gì anh trai? Em tên Hạo Nhân Vlog. Dạ. Mến chào quý cô chú anh chị và chào anh Tài 66. Đó, rồi cảm ơn anh. Anh ở đâu anh? Hiện tại em đang ở Bình Dương anh ạ. Bình Dương hả? Anh lên đây quay được mấy hôm rồi? Em quay được cũng rất, cũng nhiều rồi. Cũng nhiều rồi ha. Dạ. Nhưng mà có lượt xem nhiều không anh trai? Dạ cũng được. Cũng được hả? Kênh anh được nhiêu sub rồi? Ngàn sub hả? Ngàn sub hả? Dạ. Rồi thì cũng mong là cô chú anh chị gần xa trong và ngoài nước yêu thương ủng hộ anh ha. Nhớ là đăng ký kênh, like và subscribe ủng hộ anh ha. Dạ. Cảm ơn anh nghe. Dạ, và chúc anh và cậu Năm phù hộ cho anh đã có một cái duyên ở đây để quay ha. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Đó, đây là những kênh mà anh em đã từng quen biết nhau rất là lâu trên mạng xã hội, nhưng mà hôm nay mới gặp với cô chú anh chị, như là anh Phúc Khang nè, Ẩm Thực nè. Đó, còn dưới đây thì cô chú anh chị cũng thấy anh này là anh có kênh YouTube không anh? Anh Sơn, kênh YouTube của anh là Sơn. Nói chứ anh Sơn đây là một khán giả của cậu Năm, là fan cứng luôn cô chú anh chị. Anh chia sẻ rất là hay. Đó, giờ này anh chưa về luôn, 6 giờ rồi. Ồ chết mồ, lo nói chuyện em vận động viên bóng chuyền đi về rồi. Lo nói chuyện mãi mê anh với em vận động viên bóng chuyền đi về rồi. Nó mất bệ sức rồi, đổi tên cái này. Bên đây là cái một, cũng là một kênh YouTube. Tên là cái gì, chuối anh? Mình là Miền Quê Cuộc Sống. Miền Quê Cuộc Sống. Cuộc Sống Vlog thì chào cô chú anh chị. Rồi. Ủng hộ kênh mình nhiều hơn cô chú anh chị. Rồi. Nhớ bấm đăng ký, nhớ bấm like và chia sẻ ha. Rồi, cảm ơn chào anh. Anh Tài Vlog ha. Tài 66 đồng bạn. Tài 66 Vlog. Đúng rồi. Thì Tài nói luôn, nói dạ. Đúng rồi, hồi Tài có hai kênh cả nhà. Có một kênh Tài là không anh có hẹn. Không phải. Dạ. Em có một kênh là Tài 66 Vlog và một kênh là Tài 66 Short. Short là ngắn anh. Hồi xưa em hay làm về cái chủ đề ngắn 15 giây á, nên em đặt chữ short. Nhưng mà kênh đó thì lúc đó thì cũng phát triển, nhưng mà dạo gần đây em mới phát triển lại thôi. Em bỏ thời gian cũng lâu. Mà nó nếu một kênh nữa còn nhiều nữa. Nhưng mà không có phát triển nhiều, có một tay à, nên quay nó cũng quay không kịp, có một tay thôi quay không kịp, chứ đúng ra tới 4-5 kênh lận, kênh nào cũng mấy ngàn không à, nhưng mà để lâu. Đây, dạ em chào hai chị ruột, nói chung là đi đây quay qua quay lại là gặp chị hai chị ruột à. Dạ. Trời mưa này là nghe nói là chị tối nay chị ở đây ngủ giữ mộ cho cậu hả? Đúng rồi. Đúng không chị? Đúng. Chắc không? Chị bên đây có giữ cậu đừng ngáp, nếu cậu ngáp là em chạy, cậu chạy luôn. cậu cứ nằm im đó hả? Ừ, cậu nằm im thôi, cậu hát thì nghe được, chứ cậu ngáp thì chị chạy luôn. Chứ cậu nằm im chị cũng bỏ chạy đó cậu ơi. Gì đó, đâu mà bên nói nhỏ gì đó. Chuyện đàn bà. Chuyện đàn bà hả? Em bên đây em nói được không? Hả? Cái gì? Hả? Thôi bụng bự lắm rồi. Đó tiếp tục. Nãy mới xẹt qua cái gì đó.
giờ này thì cũng trời bắt đầu mưa cả nhà. Hồi nãy em dự đoán dự báo thời tiết là mưa Vũng Tàu, nhiều mây, mưa Vũng Tàu, có sóng nhẹ, nhưng mà không ngờ mưa ở Bình Dương mất tiêu. Mưa nhỏ nha, cũng không lớn, mưa nhỏ cô chú anh chị. Thì để em chia sẻ cho cô chú chị, không biết cái lẵng hoa này là hồi nào nữa, em không có phát hiện ra nữa. Cũng khá là đẹp, hoa này hoa thiệt cô chú anh chị ơi, hoa này hoa thiệt nha, không để tên, cũng khá là đẹp luôn đó. Buổi tối thì ở nhà thấy ha, đây là cái đèn này là của anh Niu, Nhịp Sống Niu, anh mua anh đem vào để cho mộ cậu được sáng hơn đó. Thì bây giờ trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi cả nhà ơi. Xe anh có gì không, lấy vô anh có ướt gì không? Dạ rồi, bây giờ thì mưa rồi, thì bây giờ chỉ có đứng ở đây chờ tạnh mưa thôi chứ không thể nào đi về được nữa. Ở đây thì có cái máy niệm Phật cho cậu nè cả nhà. Và đây thì có bát hương, mọi người đã cắm lại cái nhang khoanh 24 giờ và đốt nhang to. Bên cạnh đó thì có nhang nhỏ của anh em YouTube trước khi về á, là cũng có đốt cho cậu Năm Vũ Linh. Cây đàn, ủa cây đàn đâu rồi ta? Em không thấy cây đàn ta, cây đàn cắt đâu rồi. Đèn cầy thì sáp thì cũng được đốt lên. Để em đi ra xe em che cái xe em lại coi cái sao thôi. Chết mồ cái áo của tôi. Chết mồ rồi cô chú anh chị ơi. Trời ơi, ướt hết áo em rồi cô chú anh chị ơi. Ngon ta. Ngon không? Muối nhiều không? Bố muối mà ngon hả? À. Rồi trời mưa cả nhà ơi. Đó. Hy vọng là mưa đừng có to cô chú ơi, mưa đừng có to. Dạ chào chị, chị mới đến hả chị? À em thấy chị dầm mưa đến thiệt tội quá, chị lấy nón vô sợ ướt hả chị? Nghe hồi nãy là chị nói là ngủ đây rồi phải không? Chị đến giờ này chắc có lẽ là ngủ đây giữ mộ phải không? Dạ rồi, chị nói nghe em chụp hình lại làm bằng chứng á. Cho cậu Năm luôn đi, thắp cậu Năm luôn đi không sao đâu. Mưa rồi sao thắp được, thắp cho cậu Năm đi ạ. Ờ được không sao. Miền quê cuộc sống này anh để luôn, chưa có bấm lại, để anh nhớ. Mưa à? Mưa nhỏ cô chú anh chị ơi. Mưa này mưa cũng nhỏ chứ không to. Anh Sơn thấy hôm nay mộ cậu Năm Vũ Linh đó thì khán giả đến đông như vậy, anh nghĩ là cậu Năm vui không anh? Cậu Năm vui sao? Dạ. Đến quá trời luôn ạ. Dạ. Bữa nay là ngày nay đông nhất á. Đông nhất ha. Dạ. Em cũng thấy rất là đông luôn á, từ sáng luôn, từ sáng cho tới chiều tối lúc 5 giờ mấy gần 6 giờ. Đúng rồi. Đông tới nỗi mà thật sự mà em nói là em muốn đi quay cho cô chú anh chị xem mà không biết hỏi ai luôn. Đông quá đông biết hỏi ai. Dạ nhiều người quá, thông tin nó ồn quá. Nó không muốn quay, không biết nói gì luôn. Hỏi tới hỏi lui, hỏi có mấy câu hỏi tới hỏi hoài. Ừ. Bây giờ cô chú anh chị mà biết những câu hỏi nào mà hay hay chỉ em hỏi chứ, bây giờ hỏi tới hỏi lui có mấy câu hỏi hoài. Theo như anh hỏi cái gì anh? Theo như anh chỉ em hỏi rồi hỏi cái gì anh? Hỏi hết hả? À, thì thôi bây giờ nhờ cô chú anh chị trên kênh comment đi, cho em biết coi hỏi cái gì để cho em biết, chứ hỏi hoài. Hỏi ví dụ chị ở đâu tới?
Cô nhiêu tuổi? Đầu dễ hỏi ha. Dạ. Hỏi nhiều quá cũng chia sẻ cho cô chú anh chị nhiều cái video nó trùng lập nhau. Ủa chị dài hả chị? Ủa sao nghe nói ngủ đây? Bà kia ngủ chứ chị có ngủ. Ủa chị có ngủ đây không chị? Không, nghỉ ngủ rồi. Nghỉ ngủ đổi ý hả chị? Gì hả? Rồi em chào hai chị nha. Dạ chào hai chị ruột nha. Trời ơi, ôm cái nữa nè. Trời ơi. Rồi. Bye bye chị nha. Về về có mưa không? Có không em cho ăn cái. Vậy hả? Vậy an toàn nha. Tới nên tới nơi gọi cho chú cho em nghe. Về tới nơi. Chạy là tà đó, mưa tấp vô. Dạ đúng rồi. Hết mưa rồi cô chú anh chị ơi. Quay cái video 10 phút thì mưa chỉ khoảng 1 phút rưỡi thôi. Đó. Mây trời quang mây tạnh. Giờ này thì cầu vồng sẽ không xuất hiện đâu, nhưng mà hết mưa rồi. Mưa nhỏ xíu à, hên, rất là hên, cậu Năm thực sự rất là hạnh phúc. Đó. Em đi qua đây em cho cả nhà xem nè. Mưa nhỏ nha, không tạt nha cả nhà. Không tạt, không mưa lớn nha. Đó. Rồi có lẽ là em xin phép chào tạm biệt cô chú anh chị và hẹn cô chú anh chị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào, bye bye cả nhà.